Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thanh Hóa đang có màn khởi động trước khi vào trận đấu vòng 20. Văn Hậu đang trò chuyện cùng với Đức Huy. Thành Dương này chắc sẽ vào đá ở hiệp 2. Trước mặt chúng ta là Thái Quý. Danh sách Văn Hậu đá chính. Văn Kết đội trưởng. Thành Dương dự bị. Hai thủ môn Văn Công vẫn là bắt chính. Hai thủ môn Văn Công vẫn đảm nhiệm giữ khung thành cho đội tuyển Hà Nội. Bùi Tiến Dũng thì hôm nay vẫn là trong danh sách dự bị. Với phong độ ổn định như hiện nay thì thủ môn Văn Công đang được vận động viên Chu Đình Nghiêm sử dụng gần như tất cả các trận đấu, không chỉ V-League mà tại Cúp AFC. Thủ môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta thì gần như là đã hồi phục cổ tay hoàn toàn. Cầu thủ ra uống nước. Phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Các hành vi cố ý gây chấn thương, chúng ta thấy Nguyễn Quang Hải vận động đã xử rất là nhanh. Chỉ một trạng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng và đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với người vi phạm. Duy Mạnh đang mặc áo đi đàng. Quy định xử phạt theo nghị định 46/2019 NĐ-CP. Người đến xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và thiết lập thi đấu fair play. Khán giả, cờ tiên hay nói không với màu sáng và thể hiện lời nói, hành động của Vũ Văn Minh. Các đội bóng hay nói không với hành vi thi đấu thô bạo, ứng xử với Văn Minh. Tất cả hãy cùng chung tay vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cùng với đó, hưởng ứng luật phòng chống tác hại chống thuốc lá và chương trình bảo vệ giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Ban điều hành giải khuyến khích quý khán giả không hút thuốc lá trong khu vực khán đài, không xả rác nơi công cộng vì sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Chúng ta đang được chứng kiến các tiền đạo của đội tuyển Hà Nội FC đang tập sút ở khu vực 16m50. Thủ môn Văn Công đang là người đứng trong khung thành. Duy Mạnh. Tôi nhìn nhầm. Văn Đại như vậy là Duy Mạnh. Văn Quyết. Hải con sút. Chúng ta thấy cái chân trái của Quang Hải rất là khéo đúng không ạ? Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã vào thay cho thủ môn Văn Công. Mạnh.
dọc với các bạn. Hùng Dũng. Văn Quyết. Quang Hải. À, Quang Hải sút vọt sang ngang. Chúng ta đều thấy là Duy Mạnh với cả Văn Hậu mặc áo bít có một sút từ ngoài vòng cấm, sau đó chạy vào trong khu vực 16-50 để cản phá. Văn Hậu có một cú đệm lòng rất là khéo vào góc xa. Hùng Dũng trượt cầu thủ các bạn ạ. Chính thức của đội tuyển Hà Nội FC và đội tuyển Thanh.